Ơ trông con này nó cũng hiền mà. Mày đừng đánh tao nhá. Đừng nhá. Mèo nhá. Ok. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. Hello, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Tôi đây, những người anh em. Xin chào anh em nhá. Áo hồng. Yeah. Một người mình chẳng nên nhớ, người kia đã quên lâu rồi. Hey, baby, yeah. Trà sữa nhưng không có sữa. Yeah, yeah. Cháu muốn nhảy đâu, chú cân tất ngày hôm nay. Chú tuyên bố đánh sập bản đồ này luôn, cháu hiểu không? Thằng nào sủa ấy, nó định rực rỡ, nhớ. Ok. Mèo này có cắn không? Không cắn ạ. Ôi, sao bạn lại cho mèo nó ngồi cả lên mic của tôi? Đây. Mèo. Mèo. Ôi, mèo. Ơ, trông con này nó cũng hiền mà. Mày đừng đánh tao nhá. Đừng nhá. Mèo nhá. Ok. Tôi mà nó có đánh tôi không bạn? Không bạn. Mèo. Ơ, mèo. Ơ, đừng. Không sao mèo. Không sao mèo. Mèo biết chơi mèo. Ơ, đừng cắn. Thế là thằng Đức công ty mình ấy, nó vừa mang cái con mèo đến ấy. Con mèo ngoan phết, nó không cắn anh em ạ. Ô, anh ngồi ôm nó luôn. Ô mèo. Mèo. Không, nhưng mà con mèo này nó cũng ngoan mà. Tôi quay cam cho các ông xem này. Mèo này nhá, có cỏ cho mèo không? Đấy, câu này chưa. Mèo đấy. Mèo, chào đi mèo. Mèo. Con mèo đáng yêu, con mèo đáng yêu. Anh Đức mới đem mèo lên à? Đúng rồi. Sao sợ sợ cả cam sức cam. Ôi nó cao sức mẹ cam. Thôi, ại thế lau là hết đi mà. Để tôi lau lại cái cam công nhá. Mèo hai mắt. Con gì chả hai mắt công. Cắt lên. Ôi nó có sức cam không nhỉ? Đúng mắt chơi dại vậy đi. Anh con mèo đâu anh? Không có sức cam. Anh để lau sạch đi. Nó không sức đâu. Sẵn sàng em ơi. Nhưng có làm bao nhiêu. Đúng á. Nẹt mô bằng mồm không ạ. Kiểu ok đấy. Cái gì. Bất rứt con tim mình đau nhói mà. Ui. Tí mình bắn kinh ngoài đây. Ui. Em ơi, thì bạn sĩ tạo ra cái lồ. Anh không biết chơi game đéo đâu, đi kết. Anh không biết bảo vệ gì hết. Anh đều có ai để bảo vệ cả. Linh Kiu trốn có mẹ ở phía sau luôn không ạ? Nhìn kìa, Linh Kiu trốn có mẹ sau thùng luôn. Hay vãi lìn. Đúng rồi, nó phải như thế. Không ạ? Tôi thấy Linh Kiu trốn có mẹ sau thùng. Chào con nha. Thế rồi sao cầm để cho nó cầm lục vẩy đầu? Đít con mẹ. Ok bắt con. Ok em. Hay quá lên thôi. Cầm G18 bắn thế đéo nào. Ui đít. Bố mày nhờn với mày. Thôi. Ô, trầm cảm quá. Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ. Cuộc sống sinh viên thật khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo. Sống xa nhà. Mình sẽ mở nhạc bay lắc cho các bạn nha. Chúng ta không cần phải đi ba. Anh em sẵn sàng chưa? Chúng ta giơ tay lên nào. Lên. Ê. Cho mình xem tay của tất cả các bạn nào. Đưa đôi tay đây nào. Yeah. Anh ơi. Thì chết cụ rồi. Gió lung lay, cánh hoa rơi rụng. Này gió lung lưa. Đi con mày rồi mày bắn người tao. Hay vãi rồi, được vãi rồi em ơi. Ui. Nãy giờ anh xem su mà anh có xem em đéo đâu. Ui, sống ở đời ấy, tôi tặng các bạn một câu nhá. Không có việc gì khó,
chỉ sợ tiền không nhiều, đúng không? Đào núi và lấp biển, không làm được thì thuế. Không làm được thì thuế. Ơ Su ơi, cháu sợ bố mẹ ganh à? Sao cháu nói nhỏ thế? Linh đéo biết chơi game đâu. Mình thề luôn là nếu bao giờ mà Linh nó đặt mông keo cứu mình rõ. Ô, anh xin nha, hơi bị nhiều mông keo luôn. Ôi, anh xin. Thề luôn, từ đó giờ chơi chơi bao giờ được một cái mông keo mà mình đặt. Ui ôi, ui ôi, không sao em ơi. Ui, thôi em ơi, bây giờ chết nó phải có đôi con. Còn mẹ đi đâu hiểu. Các ông ở đây, các ông có chơi game. Này, em, anh thấy em chửi anh ngu rồi. Đéo là em chơi ngu cách đéo gì anh đâu. Để em, để em thế này ok. Cái đây là rắc muối, rắc muối, rắc muối. Thế bây giờ làm sao? Có thật không? Rồi. Mang tiếng rủ yêu vào chơi game xong đéo có mic. Tấu hài, hờ mề, chúa hờ mề. Ô oh. Có đủ tiền mua thêm trái bông keo nhỉ? Ừ, đủ má. Tôi quên mẹ đéo mua đồ, mua mỗi game MP5 óc chó ấy nhìn rồi. Đủ má mày. Đi. Nãy giờ nhờ thôi, câu hiểu không? Tôi chỉ nhờ thôi nhá. Nào. Ui. Hai. Đi, mẹ thằng nào ghen mạng rồi. Ui chết, cứu. Ôi, cuộc đời. Thôi. Tin ơi, nãy anh vừa mua trà sữa nhưng mà trà sữa đéo có trân châu em ạ. Uống trà khác đéo thì kiểu đổ trà vào sữa ấy. Với tình hình này mọi người vào team coach chơi thì tuột danh đều à? Ok, cái này chuẩn mẹ bài rồi. Được, vãi lồn em ơi. Một like. Lên. Ê. Lên rồi, lên nhiều quá mệt em, xuống đi. Xuống đi rồi tí mình lại lên. Làm sao? Giáp mũ xịn hết rồi, mua lên mấy trái lựu chơi chơi. Bây giờ mình mới thắng cho nó được có game này à? Trong cái cuộc sống này ấy. Ơ, trực nó bơ tôi, nó tắt con mẹ mic của tôi hay sao ấy. Thể trong cuộc sống này anh đừng có để mà đánh nghe các em cầm. Thôi, nếu mệt quá thì thôi đúng không? Nếu em mệt đúng không? Anh cho mượn bờ vai thì thầm anh nói nhỏ đúng không? Tặng quà không bao giờ. Anh chết cụ rồi. Nó đang cứu nhau ở trong nhà ấy. Kìa, đang cứu nhau kìa. Con áo hồng, đéo hiểu con báo. Áo hồng bắn kinh vậy nhìn. Có tí máu. Đéo nó nhiều luôn. Được luôn. Bây giờ team nó chỉ quan tâm Linh Kiu thôi. Chỉ có mỗi cháu Su cứu chú đúng không cháu? Ok luôn, yêu cháu luôn. Ok. Tí nữa mày chết là anh hát bài anh thật sự ngu ngốc bảo vệ người ấy cũng không xong luôn. Anh thật sự ngu ngốc bảo vệ người ấy cũng không xong. Lỡ làm người yêu khóc thế thì còn xứng đáng yêu không? Cháu ơi Su ơi, cháu phải nói to lên chú mới nghe được. Cháu học lớp mấy rồi? Em bé nhìn thế này là không được. Không sao cháu ạ, có phải cháu sợ bố mẹ ganh không? Đừng sợ cháu ơi. Bố cháu đã bị chú mua chuộc rồi. Cháu hiểu không? Cháu ơi đừng sợ, có chú ở đây rồi đúng không? Trực nó, tin nó tập trung là nó đéo thèm nói gì luôn. Ui, được luôn. Câu quả hiệu phát, một thanh niên gục. Ui, sĩ kẹo, được. Yêu luôn. Nào, ui, chú ơi, chú đây. Mẹ mày, sao mày bắn cháu tao? What the fuck man? Con đứa, áo cam. Trên tầng chú ơi, trên lầu, chúng nó cứu nhau mẹ ơi. Đúng rồi, chạy qua, hai đứa ấy. Xong xe tải nhá, xong xe tải. Cho nó cứu. À, rồi. Đúng rồi, hay luôn em. Được luôn. Làm sao? Giã nó. Được. Nào.
Nào, được luôn. Phải luôn. Hay vãi em, được. Chứ là ăn tao nè, ăn tao nè. Xuyên, 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 nhớ. Xui, cháu cứ rên cái gì ấy. Thế thì thằng cháu, chú lại thấy cháu lại cứ ư ư. Ô, thế là làm sao cháu nhở? Chơi game không chơi lại cứ ư ư. Thảo, 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 thảo. Cái này là hỏng rồi cháu, ôi. Yeah. Tin lật kèo, tin lật kèo, tin lật kèo. Đi thôi. Chúng ta lên đường. Thôi tôi đéo dại, tôi chạy trước này, anh em ấy bị chó bắn chết cụ mất. Thế là thôi, tôi đứng phía sau, lùi bước về phía sau thôi. Ui ôi Linh Kiu, em. Sao em lại để Linh Kiu như vậy? Em. Trực ơi, đi thôi. Anh vừa lướt qua đời nhau với kẻ địch. What the fuck man, đít có mẹ mày. Bên này này, đúng rồi, đúng rồi. Mỏi, 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 mỏi. Mỏi, mỏi, mỏi. Hay vãi, được luôn em ê. Trong những cuộc sống này, sống ở đời, anh tặng em một câu nhá, tin nhá. Em hãy ngồi lắng nghe anh hết câu. Là trong cuộc sống này có người lọ, người trai, em hiểu không? Ôi đừng mắt, chiếc bục you. Không nói nhiều, win mẹ luôn. Được luôn em ê. Yeah. Bảo rồi tôi không biết chơi game đéo đâu. Trà sữa, ngon phết không ạ? Khó tụi mày quá. Baby, baby.